Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn Thùy Dương như sau. Bà của bạn hiện tại đang bị bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối. Thế thì cũng thông tin với bạn rằng là cái triệu chứng đau là một cái triệu chứng rất là phổ biến ở bệnh nhân ung thư, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Đối với nhóm bệnh nhân ung thư tụy thì cái triệu chứng đau có khi còn gặp phổ biến hơn. Cái việc bà của bạn phải dùng thuốc giảm đau hàng ngày là thực sự là cần thiết. Tuy nhiên thì bạn cũng nên là gặp những cái nhân viên y tế để được tư vấn và được đánh giá đau một cách đầy đủ. Do đó thì sẽ có một cái phác đồ để mà điều trị giảm đau một cách là hiệu quả nhất. Bạn cũng không cần phải lo lắng về cái vấn đề là sử dụng thuốc giảm đau cho bà, bởi vì nếu như các thuốc giảm đau bạn được sử dụng dưới cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế thì rất là an toàn và có thể kiểm soát được cả những tác dụng phụ. Nếu như mà cái mức độ đau của bà bạn tăng lên thì thuốc giảm đau thì nó có rất là nhiều nhóm thuốc giảm đau. Tôi cũng không rõ là hiện tại thì bà của bạn đang được sử dụng nhóm thuốc giảm đau gì, đồng thời cái liều lượng ra làm sao. Một cái cách tốt nhất là bạn có thể là sẽ nhờ một nhân viên y tế đến để mà đánh giá lại cái tình trạng đau của bà bạn. Sau đó thì sẽ hướng dẫn, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn cho người nhà của bạn cách sử dụng thuốc giảm đau một cách hợp lý. Ở đây thì tôi muốn nói rằng là khi mà dùng những thuốc giảm đau thông thường nhất là bạn có thể mua trên thị trường, ví dụ như là efedrine, codeine với cái liều tối đa cho phép. Với một cái người già như bà của bạn thì có thể liều tối đa có thể từ 6 đến 8 viên một ngày mà không giảm đau thì bạn có thể là sẽ phải chuyển sang dùng một cái nhóm thuốc giảm đau rất là mạnh, đó là morphine. Và morphine thì bạn phải đến tại các cơ sở y tế mới có thể mua được, mà không thể mua được ở tại các hiệu thuốc trên thị trường.